Xin chào mấy chị nha, hôm nay em lại về tiếp một lô nhỏ mới cho mình nữa nè mấy chị. Mấy chị vào xem livestream chia sẻ cho em nha, rồi like cho em nha. Thì khi mình mấy chế nè, đây hôm nay em về tiếp tục lô nhẫn cho mình nữa nè, rất là nhiều mẫu luôn. À, bây giờ em lên nhẫn cho mấy chị nha. Em có về một mẫu nhẫn nè mấy chị, nhẫn túi tiền nè, về đủ màu luôn nha. Đây nè mấy chị, em lên với mẫu nhẫn túi tiền cho mình nè mấy chị. Đây rất là xinh luôn nha, em về cho mình đủ màu luôn á. Em về được hai kiểu nào, một kiểu thì cái bảng nó sẽ hơi dày hơn xíu. Cái khối lượng này thì tầm khoảng 6 phân 8. Cái chiếc lớn này là tầm khoảng 6 phân 8 thôi. Tầm 6 phân 8 nè. Cái mẫu này giá hiện tại là tầm khoảng 2 triệu 8 một chiếc á mấy chị. Đây em có màu 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 xanh này, màu đỏ, rồi màu xanh nước và màu vàng nữa. Rồi đây em có thêm một mẫu nhẫn túi tiền nữa nè, nhưng mà cái đai nó bên nó sẽ mảnh hơn. Mẫu này thì tầm khoảng 6 phân 9. Mẫu này là 2 triệu 8 nha mấy chị. Đây em về với mẫu nhẫn túi tiền này đeo rất là đẹp luôn. Mấy chị đeo đi tay bao nhiêu thì cứ bình luận lên cho em nha. Xinh lắm luôn á mấy chị. Đây nhẫn túi tiền nè. Em về đủ màu luôn nha, đi tay cũng đủ cho mình luôn á. Tầm khoảng từ ni 10 11 cho tới ni 16 á, trường hợp mình chỉnh ni được. Trường hợp mình đeo ni lớn hơn thì bên em có thể đo ni tay được thì bên em chỉnh lại cho mình luôn nha. Cái này thì em về được chỉ có một số chiếc thôi nha mấy chế nha. Thích mẫu nào thì cứ bình luận lên cho em nha. Màu xanh ngọc ni 12 hả chị? Đây chị cái sau đây đó. Cái này đúng không? Chị ơi. Dạ rồi, ok chị thi bông nha. Đồ em về nhiều lắm luôn á chị. Cái kia nữa. Chờ em chút nha, chứ nhà để em kiểm tra cái ni tay cho mình nè. Lấy cái 12 đây. 13. Đây còn chế nào chốt cho em nữa không? Bỏ vô đi. Chơi cái mẫu này thì bây giờ em có một chiếc rồi, có gì mình ghé tiệm rồi xong em chỉnh đi là đi 12 cho chị luôn nha. Cái màu xanh ngọc thì em có một chiếc luôn á. Rồi em để cho chị thi bông nha. Rồi lấy cái túi nhíp ghi vô em cho chị thi bông. Dạ rồi, cái màu xanh em có một chiếc à. Cái gì chị ghé rồi em chỉnh đi luôn, em để riêng cái đó cho chị rồi á. Em để riêng cái màu xanh ngọc cho chị luôn rồi á. Cho chị nha, bây giờ em còn mấy chiếc mà ở đây nè. Chế nào thích thì nhắn lên cho em luôn nha. Nhẫn phong thủy túi tiền đây rất là đẹp luôn. Về một số lắc em bé. Dạ lắc
em bé dưới nhặt mặt nhỏ nhỏ cho mấy chị bỏ vô dây chữ công rồi nè. Dạ vâng. Dễ dàng. Nó mặt chút xíu đá lấp lánh. Đây em có về một số mẫu mặt nhỏ nhỏ nè mấy chị. Mấy chị nào mà thích mấy kiểu mà bé bé xíu nè. Đây em có về một quá trời luôn. Rồi, mặt tình yêu nè. Hồ ly tình yêu dễ thương nè. Đây em có về một số mẫu hồ ly nữa nè. Em về vừa nhẫn vừa mặt dây chuyền cho mình luôn. Chị nào thích tình duyên thì ghé em nha. Đây xinh lắm luôn á. Mấy cái mặt nó thì khối lượng nhẹ chị, tầm khoảng mấy phân thôi à. 2-3 phân à. Đây, mấy mặt nhỏ nhỏ em về nhiều lắm luôn á. Đeo dây chừng 5 phân rồi ok. Dây chuyền nhẹ nhẹ tầm khoảng 7-8 phân thì em vẫn có luôn nha mấy chị nha. Đó, rất là nhiều mẫu đẹp luôn nè. Xinh lắm luôn á. Lỡ chị nào không có đi chơi ra đây lựa đồ không? Đây có kiểu mặt vừa sát nè mấy chị. Cái này đeo dây tầm chỉ rưỡi ok. Cái mẫu này đem bên trong các bạn nó móc máy rất là sáng luôn. Hai bên viền nó có viền đá nè. Cá tính xong. Đeo lên là bao xinh luôn nha. Rồi Chanel có luôn. Mặt Chanel. Còn có 200 một cái thôi. Mấy chế nào thích mấy kiểu thương hiệu thì bên em vẫn có đầy đủ cho mình luôn nha. Đổi ngang công có 200 thôi nè. Đó đẹp. Rất là đẹp luôn. Đồ này em về mấy đồ nhỏ nhỏ bé bé nhiều lắm luôn á mấy chị. Mấy chị ở gần em thì ghé em nha. Còn trường hợp ở xa thì mình cứ ở nhà mình lựa đi. Rồi mọi chuyện còn lại thì em sẽ lo cho mình. Em ship về tận nhà luôn. Dễ thương chưa này. Đó em nhỏ nhỏ vậy nó xinh lắm nè. Công 150 nè. Mấy cái này nhẹ vàng lắm luôn mấy chị. Tiền công nó cũng hợp lý để cho mình mua mình đeo rất là đẹp nè. Mấy cái nhẫn Cartier rồi có bông Cartier luôn nè. Đây nè mấy chị em về được lô nhẫn Cartier đủ ni luôn nè. Đây em bé, dòng em bé dễ thương. Đây em về được một số mẫu nhẫn Cartier cho mình nè. Đủ ni luôn á mấy chị. Mấy mẫu này khối lượng tầm khoảng 8x8 thôi. Mở máy lên, lai lai thả tim rồi vô cho nó đông đông đi. Mấy chị chia sẻ live stream mấy chị có quà luôn. Vàng có 3,4 triệu 90 thôi mấy chị. Đây cái mẫu này tầm khoảng 3,5 triệu 40 ngàn nè mấy chị, mẫu Cartier đang đeo nè. Hello chế Hằng nha, chế Hằng lựa đồ đi chơi lễ nè, đồ em về nhiều lắm luôn á. Lắc em bé nè. Đây mấy cái mẫu lắc em bé nè, mấy bữa mấy chị hỏi em mấy cái dạng lắc của bé, bữa nay em về rất là nhiều luôn nha. Rất là nhiều kiểu luôn nè. Đây dây cho bé, lắp tay cho bé nè, xinh lắm luôn. Bé trai bé gái em có đầy đủ hết luôn nha mấy chị nha. Mấy cái mẫu này khối lượng tầm khoảng 1 chỉ hay là 1 chỉ nhích một xíu à. Nó nhẹ vàng dễ đeo lắm nè. Mình làm quà tặng nó cũng dễ nữa, xinh lắm luôn mấy chị. Đây mấy cái mẫu nhẫn Cartier nè mấy chị, tầm khoảng là 3,4 triệu 40 ngàn nha. Chế nào thích thì nhắn tin cho em nha. Mẫu trơn đá bao nhiêu, mẫu tròn đá. Chứ đang hỏi cái mẫu này của em đúng không? Cái mẫu này của em đúng không chị? Cái mẫu này em mới vừa về luôn nè. Bữa trước em đứt hàng, bữa nay em có hàng lại rồi nè. Đây đúng không chứ ơi? Lại lắc cho bé trai. Lắc cho bé trai hả chị? Lắc cho bé trai nhiều, chị ghé qua em nha. Đó. Cho bé trai nè. Đây lắc cho bé trai nè chị. Cái nào đây. Bé trai đeo cũng lắc trai. Khoan lọt nữa nè. Lắc bé trai em có cái dạng mắt xích nè, dưới bản khoan lọt cho mình nè, rất là nhiều kiểu luôn. Đây chị Nguyễn Hà chờ em xíu nha, lấy em báo giá cái nhỏ cho mình nè. Cho chị này coi lắc tay cái. Lắc tay nhiều mẫu lắm á chị. Mấy chị ở gần em chị ghé em nha. Còn mấy lấy nữa em gửi mẫu qua trên Facebook cho chị. Mấy chị nhắn tin cho em đi, lấy cái gì em kết thúc livestream em chụp mẫu em gửi qua cho nha chị. Chị Ngọc Diễm ơi. Rồi nhẫn đây, nhẫn Cartier nè mấy chị. Cartier đây. Nhẹ thôi không có nặng, đọc báo trọng lượng cho chị đi. Dạ rồi ok chị Ngọc Diễm, mấy chị nhắn tin cho em đi nha. Rồi nhẫn full hộp nè. Rồi nhẫn chữ
nhẫn chữ vạn nè mấy chị nè, hai bên nó có thêm chú hoa văn á, chú đại bi á. Rồi chiếc đây. Này vậy thôi. Vậy thôi. Chiếc này vậy thôi, mấy cái mẫu nhẫn này thì nó nhẹ vàng á mấy chị. À? Có một chỉ thôi. Tầm khoảng một chỉ một chiếc này nè mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi có nhẫn ngón út ngón đồ luôn nè. Tầm 4 triệu quá chị. Chứ ơi cái nhẫn này tầm khoảng 4 triệu nè. Có mặt túi tiền ba chỉ không? Dạ có, em có mặt túi tiền á chị. Qua lấy mặt túi tiền chị. Đây còn cái mẫu nhẫn full hộp nè. Ủa cái máy tính đâu gái đưa mượn em đâu. Chị bữa nãy chị nào hỏi cái nhẫn túi tiền cái nhẫn này. Dạ chị chưa coi mới vừa bắt đầu lắm. Chị Nguyễn Hà giờ em báo cái nhẫn full hộp này cho mình nè. Lấy cái mặt bự bự luôn chứ nó tầm 3 chỉ á. 8/3. Cái mẫu dạng mà full đá đây nè chị. Em báo cái khối lượng. Em bóc ngẫu nhiên nha chị nha. Khối lượng đen này là 8/3 nè chị. Mẫu này là 8/3 nha. Chị nhẹ hơn chút nữa em thể vô trong cái ấy. Em gửi cái inbox của chị lên. Đây nè chị, cái mẫu này là tầm khoảng 3.370.000 nha chị Nguyễn Hà ơi. Chị còn ở đó không nè? Đây, mẫu nhẫn full hộp nè, bao đẹp nha chị nha. Cái này 4 triệu. Ok rồi, để đó chị, lấy gì cho chị. Đây em có về một cái lô nhẫn nè, kiểu cái phần đai nó rất là mảnh, nó rất là dễ thương luôn. Mấy cái mẫu này thì khối lượng tầm khoảng 5 phân rồi. Đó mấy cái mẫu này rất là nhẹ vàng luôn, tầm khoảng 5 phân thôi. Mấy chị có thể mua đeo hoặc là mấy anh trai có đang coi livestream của em thì cái này mình mua tặng nó cũng rất là đẹp luôn nha, thì chỉ 5 phân vàng thôi. Mà rất là xinh luôn, em về đủ ni cho mình luôn nè. Trường hợp ni tay mà hơi nhỏ hay hơi lớn thì em có thể chỉnh lại cho mình được luôn á. Chỉ với 5 phân thôi nha cho em. Dạ chị ơi chờ em xíu nha. Đây rất là đẹp luôn nha chị nha. Nó em về rất là đủ mẫu luôn. Ngày hôm qua em like một số anh em về tiếp cho mình nè. Chị ơi mặt túi tiền nè chị. Bây giờ em còn cái mẫu này thì tầm khoảng 8 phân mấy nè. 2 chỉ mấy. Đây nè chị Tuyết Trần ơi, bây giờ em còn mấy cái mẫu